Chào các bạn, và bây giờ là tới bài 24. Thì trong bài 24 này mình cũng ôn tập lại cái Python này thôi. Tại vì hai cái bài trước thì mình đã đọc code này, mình để xem là mình đã học cái gì. Cái điều này rất quan trọng nha. Khi các bạn học cái gì vậy, bạn phải có một cái giai đoạn gọi là mình ôn tập lại kiến thức của mình. Thì ở bài này mình sẽ làm cái gì? Chả làm gì phức tạp cả, mình sẽ ôn tập lại tất cả những cái gì mà mình đã học trong những cái bài trước. Thì đây là một cái đoạn code mới tầm 37 dòng và nó tương đối là đơn giản. Thì cũng như mọi lần thôi, mình sẽ bắt đầu mình sẽ đánh toàn bộ code này vào. Các bạn phải nhớ đánh bằng tay nha, đừng có copy và paste. Sau đó thì các bạn sẽ chạy thử và ra được cái này. Và có một số cái study drill và command question như thế này. Thì bây giờ là sẽ đánh hết cái đoạn code này vào và cùng làm với các bạn nhé. Dạ các bạn, thì bây giờ đã làm xong cái file code này và đã cũng chuẩn bị xong cái bây giờ chưa, mình sẽ chuyển tới thư mục có cái file code này là nằm ở SSH 24 và đây là SSH 24. Bây giờ sẽ chạy cái ok, thì để đi qua cái code này trước một chút thì các bạn thấy là ở đây cái đoạn code này mình sẽ dùng cái dấu sạc này. Nếu các bạn vẫn còn nhớ thì cái dấu slash này nó sẽ giúp hiển thị được cái ký tự phía đặc biệt, ký tự này gọi từ đặc biệt phía sau nó một cách bình thường. Thì nếu mà cái mình sạc hai cái như này thì nó sẽ ra một cái dấu, và nếu mà slash này như này sẽ ra được cái xuống hàng, và cái này nó sẽ được dấu tab. Tương tự với cái chỗ này thì nó sẽ là xuống hàng tab hai cái rồi xong mới in ra cái này ha. Thì cái này nó sẽ print cái poem này, cái bài thơ này ra. Và đây là một cái phép tính toán 5 thì nó sẽ là cái biến nó sẽ bằng 10 trừ 2 cộng 3 trừ 6. Thì cái này là 8 cộng 3 là 11 trừ 6 sẽ bằng 5 đúng không? Thì nó sẽ lưu trữ lại 5 ở đây. Ở đây nó có một cái hàm gọi là một công thức bí mật. Thì khi mà đưa cái số biến gọi là static vào á, thì nó sẽ nhân với 500 ra jelly beans, hoặc là lấy jelly beans chia 1000 ra là jars, và grades nó sẽ bằng jars chia cho 100. Đại loại là như vậy, và sau đó mình sẽ return 3 cái giá trị này về. Và dưới đây có một cái gọi lại là ví dụ mình cho một cái starting point bằng 10.000 đi, thì mình sẽ bỏ về công thức này và nó sẽ trả về 3 giá trị. Thì các bạn để ý return này có thể trả được nhiều giá trị về. Mình trả được jelly beans, mình trả được jars, mình trả được grades, nó trả về như thế này. Thì jelly beans này là rất là beans như thế này, jars này rất là jars, và grades này rất là grades này. Các bạn thấy là đây là cách mà nó có thể trả về giá trị. Và khi mà mình trả với 3 giá trị thì mình phải nhận 3 giá trị và đúng theo thứ tự như vậy thì nó sẽ mới nhận được. Ở đây mình có một cái nữa là starting point, và sau đó mình sẽ in ra 3 giá trị là beans, jars, grades. Và ở đây có một cái cách khác nữa để mình thể in ra được. Thay vì mình sẽ in bằng cách mình gọi mình trả giá trị như thế này thì mình sẽ trả trực tiếp bằng cái hàm này. Thì khi các bạn đã học cái bài trước và các bạn đã xem cái bài mà return một giá trị cực kỳ cẩn thận thì các bạn sẽ hiểu được là chỗ này khi mà mình trả về 3 giá trị này, cái secret formula nó trả 3 giá trị thì nó sẽ trị nhất là cái jelly beans nó sẽ rớt vào phần trăm D này, và jars nó rớt vào phần trăm D này, và grades nó sẽ rớt vào phần trăm D này. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái này ha, mình sẽ chạy Python. Đang chưa chạy thử không biết là có lỗi hay không, và may quá là nó không có lỗi. Thì các bạn thấy là ở đây nè, với cái dấu slash này, backslash này thì mình sẽ in ra được là cái dấu phẩy này và dấu sạc này ha. Và đồng thời nó cũng có xuống hàng ở sau cái chữ do này, nó sẽ xuống hàng và nó sẽ chuyển ra chữ new line và nó tab như thế này ha. Các bạn thấy này, cái dấu tab này tương tự cho cái phần mà bài thơ này, và đây là cái giá trị trả về. Thì các bạn thấy là đầu tiên á, nó sẽ là 10.000 thì giá trị nó sẽ trả về là một cục như này, mà khi mà mình tính lại, mình cho cái starting point nó bằng starting point chia cho 10 á, thì giá trị nó sẽ giảm đi 10 lần. Đó, thì các bạn đã thấy được là những cái hàm này nó hoạt động như thế nào rồi đúng không? Thì các bạn có thể tự xem lại cái đây là cái mà tác giả làm ra thì cũng giống như cũng đạt hơn. Thì các bạn tự xem lại cái code của mình có thể có vấn đề gì không, có lỗi gì không, và sau đó thì các bạn có thể xem tiếp video tiếp theo của mình là study drills. Rồi ok ha,